Kết thúc những năm học trên ghế nhà trường, các em học sinh đều phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với nhiều thay đổi. Lấy kết quả thi để xét tuyển đại học, nhưng vẫn ghi nhận được nhiều thành tích ấn tượng của những em học sinh với tinh thần siêng năng, chăm chỉ, cùng nhiều phương pháp học tập hiệu quả, đã xuất hiện những thủ khoa xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Mỗi cô cậu học sinh ngày nào với câu chuyện riêng của bản thân mình đã nỗ lực phấn đấu hết mình và làm cả gia đình tự hào với thành quả của họ. Khi mà biết tin em vào đại học là thật sự là có một cái niềm vui rất là lớn. Tại vì trong mỗi con người thì mỗi học sinh ra suốt 12 năm đèn sách thì ai cũng mong muốn cho mình là được vào một ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Dạ thủ khoa thì điều đầu tiên em cảm thấy là em rất là bất ngờ, vui sướng và tự hào. Và sau đó thì em báo cho mẹ em biết và cả gia đình em thì họ rất là mừng. Cuối cùng là 12 năm đèn sách của em là cũng không có uổng phí. Phương pháp học của em là chủ yếu là học ở trường xong rồi sau đó mình tự ôn lại kiến thức và tự tập cho mình, tự kiểm tra mình bằng những cái bài kiểm tra do thầy cô giao hoặc là những cái bài ở trên mạng để giúp cho mình linh hoạt hơn trước những câu hỏi. Khi mà bước vô môi trường mới thì thực sự là rất là cũng hơi sợ, mọi thứ thay đổi rồi học xa nhà, cái việc xa nhà nữa. Mà được rất là nhiều những cái sự giúp đỡ của các thầy cô cũng như là các anh chị khóa trên, thì các anh chị có tổ chức những cái có cử ra những người hướng dẫn ngay từ đầu, hướng dẫn là phải làm thủ tục như thế nào, rồi sẽ có những anh chị sẽ kiểm hồ sơ cho mình. Sắp tới thì bên khoa của mình tổ chức cái buổi tọa đàm để nhằm chia sẻ kinh nghiệm của những cái anh chị khóa trước đối với K42 mới vô, thì nói chung là được sự giúp đỡ của rất là nhiều các anh chị. Từ những cái nhìn thiện cảm đầu tiên đó, các cô cậu tân sinh viên bắt đầu bén duyên với hoạt động đoàn hội tại trường. Trải qua mỗi hoạt động khác nhau, từ học tập đến công tác, mỗi bạn sinh viên lại được tiếp thu thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng và trưởng thành lên từng ngày. Giảng đường đại học rèn cho các bạn sự chăm chỉ miệt mài tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, bài giảng của thầy cô. Không chỉ học ở lớp, ở trường mà còn phải phát huy tinh thần tự học. Công tác đoàn hội nhắc các bạn về lợi ích của việc tham gia vào các câu lạc bộ đội nhóm có liên quan đến chuyên ngành học. Đó sẽ là một môi trường thuận lợi để chia sẻ và giúp nhau giải đáp những vướng mắc khi làm bài. Môn học ở lớp trang bị cho các bạn chuyên môn, chương trình hoạt động của đoàn hội của trường rèn luyện cho các bạn nhiều kỹ năng, từ phân chia quỹ thời gian hợp lý cho nhiều mục tiêu khác nhau đến khả năng thuyết trình hay thuyết phục người đối diện. Tham gia hoạt động càng nhiều, những sinh viên ngày nào càng gắn bó hơn với tổ chức, được bạn bè thân thương gọi với danh xưng cán bộ đoàn hội. Và trưởng thành từng ngày, họ trở thành những thủ lĩnh ưu tú của sinh viên, bởi không chỉ tiên phong tổ chức các hoạt động mà còn có thành tích đáng nể trong học tập. Nói về những kỹ năng mình đã được trang bị khi mình tham gia các tổ chức đoàn hội cũng như là các hoạt động đoàn hội thì khó có thể liệt kê đầy đủ được. Chẳng hạn như là thứ nhất là về kỹ năng giao tiếp ứng xử thì nó giúp mình tự tin hơn để có thể thể hiện bản thân mình với nhà tuyển dụng, cũng như là khả năng hội nhập với lại môi trường xung quanh. Thứ hai là về kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc cũng như là quản lý thời gian, nó giúp cho mình dễ dàng hơn trong việc bắt nhịp với lại công việc hiện tại cũng như là hòa nhập với lại môi trường làm việc mới. Và thiết thực nhất đó là về các công tác văn phòng như là kỹ năng trình bày văn bản, kỹ năng xử lý số liệu. Ngay từ hồi năm nhất có một câu hỏi luôn được đặt ra đối với các sinh viên của khoa em, đó là giữa hoạt động đoàn hội và học tập thì cái nào quan trọng hơn? Tại vì mọi người nghĩ là hoạt động đoàn hội với là học tập thì nếu mà tham gia nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng tới việc học. Tuy nhiên là lúc đó tụi em đã được nhận một câu trả lời, đó là hoặc giữa hoạt động đoàn hội với là học tập thì giống như một cái bình thông nhau ở trong phòng thí nghiệm. Nếu như là nước đổ nước vào bên này thì bên kia cũng sẽ có một lượng nước tương tự. Do đó mà giữa hoạt động đoàn hội với phong trào thanh viên, nếu như là chúng ta tham gia nhiều hoạt động thì sẽ có được những kỹ năng để hỗ trợ cho việc học. Đồng thời nếu chúng ta học tốt thì sẽ có những kiến thức để giúp cho hoạt động của mình được tốt hơn. Có thể nói là tham gia hoạt động phong trào đoàn hội, nó có rất nhiều kỹ năng để trang bị cho các bạn sinh viên. Và đối với bản thân mình thì kỹ năng mà quan trọng nhất có lẽ chính là việc dám nghĩ và biết làm, dám đưa ra ý tưởng, sau đó là thực hiện ý tưởng của mình. Chứ không có để ý tưởng trên bàn giấy và sau đó thì chúng ta sẽ bị mất lửa và không thực hiện được.
Các phong trào đoàn hội là một môi trường tốt để rèn luyện bản lĩnh và ý chí. Tại đây các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm cho mình. Niềm vui nỗi buồn đều có cả. Nhưng rồi cái động lại vẫn là yêu thương, là sẻ chia, là gắn bó. Hơn ai hết, các bạn luôn hiểu rằng cán bộ đoàn hội chính là một người bạn tâm tình, gắn bó với đoàn viên, hội viên mọi lúc mọi nơi. Một người thủ lĩnh mẫu mực được tin yêu không chỉ là một tướng biết điều quân, một chiến lược gia biết xử lý tình huống, phản ứng nhanh, tầm nhìn rộng, mà còn phải là một người biết quan tâm chia sẻ những khúc mắc khó khăn của sinh viên. 42 cán bộ đoàn hội tốt nghiệp thủ khoa và 35 thủ khoa đại học được vinh danh trong ngày hôm nay chính là những tấm gương xuất sắc tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ năng động nhiệt huyết, không chỉ học giỏi mà còn hoạt động tốt. Những tân thủ khoa được vinh danh ngày hôm nay chắc chắn sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, là tài sản quý giá của thành phố và đất nước.